Xin chào quý vị nha. Ngày hôm nay thì mình sẽ mời quý vị sẽ gặp một nhân tố mới. Cô có giọng ca rất là hay nha quý vị. Mình có hẹn với cô. Con chào cô ba. Cô chào con. Cô biết con là ai không? Con không biết, con là tại con bịch cái đó. Con bịch khẩu trang. Dạ, con là bên kênh âm nhạc đó. Cô có hẹn với cô nè. Cô nhớ rồi. Dạ. Sao hôm nay cô đẹp vậy cô? Cô mới đi chúc Tết, đi văn nghệ coi cô về nè con. Dạ. Cô cho con hỏi nha, tại hôm bữa con kêu cô bằng cô ba không à, con chưa biết tên của cô á. Cô tên Nguyễn Kim Loan. Dạ, tên Kim Loan. Hôm nay cô 79 tuổi. Wow, các bạn ơi, cô Kim Loan 79 tuổi nha. Sao 79 tuổi nè, nhìn cô nè. Trời, mình không ngờ luôn đó. Hôm bữa gặp cô, nói chuyện với cô được vài câu, mình cứ nghĩ là cô khoảng chừng 60 mấy 70 thôi. Mà hôm nay là cô nói thật là cô tới 79 tuổi, tên Kim Loan. Một cái tên cũng rất là ấn tượng nghệ sĩ. Các bạn có biết không, cô... những ngày cuối tuần á, là cô thường có cái nhóm là văn nghệ phải không cô? Đúng rồi. Nhóm văn nghệ. Dạ. Thì ngày hôm nay con cũng có duyên được hẹn với cô. Con rất là muốn cô để dành một ít thời gian, dành lời ca tiếng hát của mình để tham gia với đài kênh âm nhạc của con được không cô? Được chứ, cô rất sẵn lòng. Rồi, vậy là con cũng hy vọng rằng kênh âm nhạc của con sẽ có thêm một cái tiếng hát của cô, để cho tất cả khán giả yêu mến nhịp nhạc bolero sẽ được thưởng thức và được ngắm nhìn cô với một cái nét đẹp của một người phụ nữ 79 tuổi như thế này. Thì con nghĩ là rất là nhiều người sẽ ganh tị với lại cái sức khỏe và nét đẹp của cô á. Đặc biệt là ngày hôm nay con có mang cái chiếc loa này tới nè cô, cho con muốn mời cô hát thử luôn chiếc loa này. Và cái chiếc loa này thì cũng được nhiều người đang quan tâm và rất là thích luôn nè. Đó, cô thấy không? Chiếc loa này cũng đẹp quá ha. Dạ, đẹp. Cái này là loa TK-T18. Dạ. Mà đang bán chạy nhất thị trường đó cô. Cái mẫu mã đẹp quá ha. Dạ, con nhìn rất là sang. Rất sang. Dạ, mà con làm kênh đó, con cũng thích. Bởi vì con xài sử dụng nhiều loại loa rồi. Nhưng mà cái chiếc loa này con thấy ai hát cũng thích đó. Với lại khán giả nghe cũng thích, cảm thấy nó ấm. Đây có số hotline nè. 0937276976. Đó, nếu mà các bạn nào thích sở hữu thì chúng ta hãy gọi số này, sẽ có người hướng dẫn thôi. Rồi, vậy bây giờ mua con... mua một cái chiếc loa này rất là tiện ha con ha. Dạ, bây giờ thì cô sẽ hát thử nha. Cô hát thử, cô hát bài gì để con bấm bài cho cô. Thôi, cô hát cái bài... Khuya nay anh đi rồi của Châu Kỳ đi con. Dạ, Tết mà hát cái bài này nghe buồn quá vậy. Nhưng mà cái bài đó thì nó cũng ngắn ngắn rồi mình hát lên... cho nó dễ vậy con. Dạ rồi rồi, để cô cầm micro đi để con kết nối cái bài hát đó. Lạnh lành buồn ơi, khuya nay anh đi rồi, bao nhớ nhung xa vời, ôi nói không nên lời, để càng niềm yêu mến anh. Phút gần gũi nay thôi, tay nắm tay không rời, mắt ngắm xa chân trời, mà lòng nghe nhớ thương hoài. Anh ơi, chớ quên ngày mai, đang có em chờ anh, chung xây đẹp ý đời. Tương lai, e ấm trên môi, yêu nhau ta thầm nói, nụ cười trao duyên mới, ước vọng đời mau vui. Khuya nay anh đi rồi, đem chí trai xây đời, đem mến thương cho người, người đời chờ anh.
đẹp ý đời. Tương lai e ấp trên môi, yêu nhau ta thầm nói, nụ cười trao duyên mới, ước vòng đời mau vuông. Khuya nay anh đi rồi, đem chí trai xây đời, đem mến thương cho người, người đời chờ anh ơi. Đem chí trai xây đời, đem mến thương cho người, người đời chờ anh ơi. Đem chí trai xây đời, đem mến thương cho người, người đời chờ anh hay quá con. Trời dạ. mua cái này rồi sách đi đâu rồi rớt tiền lắm hả con ha? Dạ có 4 triệu rưỡi đó cô. Trời cũng giá cũng rẻ chứ. Dạ. 4 triệu rưỡi mà mình sách đi đâu nó rất là tiện. Dạ. Chắc là gia đình cô phải đăng ký mua một cái hả con ơi. Hát phái được không cô? Ừ. Dạ mà công nhận cái giọng ca cô trẻ thiệt. Nghe con nói thật, nhắm mắt lại nghe con nghĩ khoảng chừng 40 40 mấy thôi à. Chắc con nghĩ là cái clip này là clip đầu tiên để mời cô tham gia, với lại kênh con sẽ nhận được rất là nhiều tình cảm của khán giả rồi. Cô có thể đứng lên cho mọi cho khán giả được thấy tướng của con nè các bạn ơi. 79 tuổi nha các bạn. Đây, cô Kim Loan 79 tuổi. Hy vọng rằng cộng đồng mạng và quý vị khán giả sẽ thương mến tiếng hát của cô Loan để cho cô có được nhiều khích lệ, nhiều cái tinh thần, và cũng như là cô yêu đời, yêu cuộc sống hơn để cô sống được tới 90 tuổi, 100 tuổi luôn để hát phục vụ cho khán giả nha. Dạ con cảm ơn cô rất nhiều. Cảm ơn cô nhiều nha. Dạ con chào cô. Cô chào con. Dạ.